Xin chào tất cả các bác nha. Đầu tiên thì chúc các bác sẽ có những phút thời gian và đặc biệt là sẽ có những thông tin bổ ích khi xem video của em. Như tờ đề thì hôm nay em sẽ tiến hành làm một chút video để chia sẻ những là các bác với các bác về cái cách xử lý như là khắc phục những cái trái mít mà bị những con sâu này nó đục nha bác. Đây là những trái mít đã bị những con sâu nó đục rất là kinh khủng đấy bác. Nó đục như thế này thì hỏng mất phần trên luôn các bác. Những con sâu nó đục cho te tua được mà. Chúng video này thì cũng mang tính chất tham khảo thôi, vì còn phụ thuộc vào cách chăm sóc như là kỹ thuật của từng nhà vườn á, cái chia sẻ lên thôi các bác. Có cái gì thì được thì chúng ta tiếp thu, còn cái nào chưa được thì chúng ta cùng nhau giao lưu chia sẻ thôi. Nhân tiện đây thì cũng bác nào có cách xử lý cũng như là phòng hay về cái con sâu đục trên trái mít thì cũng chia sẻ lên đây luôn các bác. Chúng ta cùng nhau giao lưu chia sẻ. Đối với những chai mít mà đã bị đục như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành phun thuốc thôi bác. Phun thuốc để xử lý con sâu ở trong chai mít này. Còn đối với những trái non mà chưa có bị ấy thì chúng ta sẽ tiến hành phun thuốc phòng cũng như là sẽ dùng các biện pháp phòng trừ nha các bác. Đối với những trái mít chưa bị sâu đục như thế này thì chúng ta sẽ cách phòng tốt nhất là chúng ta sẽ dùng cái lưới nhỏ các bác. Lưới nhỏ nhất ấy, thì chúng ta sẽ trùm lên. Đấy, chúng ta sẽ dùng lưới bởi vì là tránh trường hợp chúng ta dùng bao bóng thì nó sẽ bị bí hơi mà nóng mà trái mít nó sẽ không phát triển, cho nên là tốt nhất là chúng ta sẽ dùng lưới cái loại lưới nhỏ nhất ấy, trùm lên này thì sẽ hạn chế được sâu nó tấn công mà. Đây là cách phòng sâu đục quả cho trái mít cũng như là ruồi vàng tốt nhất, đó chính là chúng ta sẽ trùm lưới lên những trái mà chưa bị sâu đục nha bác. Còn đối với những trái mà đã bị sâu đục như này thì nó bị hỏng rồi bác. Hỏng mất phần trên rồi. Này thì chắc chắn là bán chứ không bán được rồi bác. Đã bị sâu đục thì lấy gì bán được nữa. Hai là đi mua quả mít sâu này. Còn bác nào mà để ăn ấy. Để ăn thì chúng ta sẽ thành xử lý cái sâu này bác. Rồi để ăn thì xử lý cái sâu này. Để sâu này thì cũng tùy vào trái mít nha bác. Nếu mà trái mít nó sắp chín à. Sắp chín thì chắc chắn là chúng ta cũng không cần phải xử lý đâu bác. Sắp chín thì chờ nó chín để ăn thôi chứ. Bởi vì những quả này là bị nặng quá bác. Nó không mang kinh tế được nữa rồi. Giờ chỉ có ăn thì ăn thôi. Ăn những cái phần nào không bị sâu bác. Mà đã bị sâu này thì đa số là nó sẽ sâu rất là sâu ở trong bác. Đến lúc chín thì nó sẽ lẫn. Cái vết sâu nó sẽ xuống đến tận đây bác. Nói chung là ảnh hưởng rất là lớn đến hai phần cái quả mít luôn. Còn một phần nữa thôi, một phần bác nào muốn giữ lại thì sẽ tiến hành xử lý thuốc, xử lý diệt con sâu này. Thì diệt con sâu này thì với lại trái nó to như này, sắp chín này thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc nhẹ anh bác, thuốc và thuốc sinh học thôi, nói chung để đảm bảo cho cái trái mít của ta nữa, trái mít để ăn mà các bác. Thì trái mít này thì chắc chắn là không kinh doanh rồi, chúng ta sẽ tiến hành sử dụng thuốc nhẹ nhất, thuốc sinh học. Đây các bác, thuốc sinh học và pha vào những cái bình nhỏ này và xử lý trực tiếp vào luôn. Đây, bơm trực tiếp luôn. Vì là thuốc sinh học cho nên là chắc chắn là sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng này các bác. Thuốc sinh học thường là những cái thuốc tỏi, thuốc đồ các bác. Đây, thuốc tỏi, thuốc cất cay đảm bảo cho trái mít của chúng ta nó không bị ảnh hưởng. Chứ mà nó to này mà chúng ta bơm cái thuốc thuốc kịch độc vào thì thôi. Sâu chưa ngoẻ mà đến bữa chúng ta ăn vào là to luôn các bác. Nhắc lại là cần nhắc nhẹ với các bạn là sử dụng thuốc nhẹ các bác, thuốc sinh học ạ, thuốc mà được khuyến cáo sử dụng các bác, thường là dầu tỏi, thuốc nói chung là được chiết xuất từ sinh học. Đây, còn đối với những trái mít này thì chúng ta sẽ tiến hành phun phòng các bác. Đây, phun phòng sâu luôn. Cái này chỉ là biện pháp thôi các bác. Còn cách phòng chính hãng của nó là sẽ chúng ta sẽ tiến hành sử dụng thuốc nhử ruồi vàng này. Và quan trọng nhất là chúng ta sẽ sử dụng lưới nha bác. Cái bao lưới trùm lên. Như vậy thì sẽ hạn chế được sâu cũng như là ruồi vàng rất là tốt. Ok. Ok, như vậy là video chia sẻ giao lưu với cách phòng sâu đục trên quả mít cũng như là xử lý những con sâu đục trên của mít này của em, chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.